Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Bimeo. Hôm nay tôi sẽ mang đến với các anh em một cái tựa game mà đã thay đổi hoàn toàn các cái khái niệm về game RPG. Đó là cái tựa game Baldur's Gate 3. Cái tựa game này đã được thắng cái giải Game of the Year 2023. Let's go. Rồi, bắt đầu vào game. Đây là trên cái tàu vũ trụ, cái tàu của cái bọn My Flayer. Đây chính là một cái con My Flayer. Nếu các bạn nào xem cái bộ phim Stranger Things thì các bạn sẽ biết là cái con My Flayer này. Làm đẹp vãi, làm đẹp giống như là phim vậy. Tuy nhiên là cái con game Baldur's Gate này nó sẽ được dựa trên Dungeon and Dragon, nên là sẽ có rất là nhiều cái yếu tố giống. Đấy, lấy một cái con nhộng. Đấy, cho mọi người. Cái cá thể nào mà bị nhiễm bởi cái con nhộng này á, thì nó sẽ bị dần dần biến đổi thành một cái thằng... Đây, biến đổi thành giống như này này. Kinh vậy. Vậy là chúng ta đã bị nhiễm cái con ký sinh trùng này, con Thappo này. Con game này thì tôi cũng biết khá là nhiều rồi. Đây, tạo nhân vật. Ở đây nó có một số các cái nhân vật gọi là nhân vật cốt truyện. Chúng ta có thể lựa chọn và đi theo cái cốt truyện có sẵn của họ. Nhưng mà phần lớn người chơi họ sẽ lựa chọn cái gọi là tự tạo nhân vật, tự custom cái nhân vật riêng của mình. Mình sẽ vẽ nên một cái câu chuyện riêng. Chúng ta có thể tự tạo nên cái câu chuyện của chúng ta được. Đó, nó sẽ không đi theo một cái câu chuyện nhất định. Nó sẽ có cực kỳ nhiều ending. Và nó đến từ những cái quyết định của chúng ta. Cách mà chúng ta đối nhân xử thế như thế nào, giải quyết các vấn đề chúng ta gặp phải như thế nào. Đó. Rồi, tôi đã hoàn thành tạo cái nhân vật của tôi, và hiện tại tôi đã đi theo một cái con đường gọi là pháp sư mà cái chủng tộc của tôi là nửa người nửa yêu tinh. Đấy, tôi sẽ trở thành một cái người pháp sư khỏe nhất tại cái hành tinh của Baldur's Gate. Rồi, bắt đầu. Rồi, bây giờ vào. Còn My Flyer này đi đâu? Đây là trong cái tàu vũ trụ của cái bọn My Flyer đấy. Xúc tu. À, kinh chưa? Đây là cái thành phố gọi là Baldur's Gate. Con tàu này, những cái xúc tu này mà chạm vào người nào thì người đấy sẽ bị bắt, như kiểu bắt cóc ấy. Lên cái tàu đấy, bắt cóc lên cái tàu này để bọn nó cấy các cái con Thappo vào trong người, nhân giống cái bọn My Flyer.
Những con rồng này là của chủng tộc Gith. Chủng tộc Gith này là rất là nổi tiếng về cái sự gọi là dũng mãnh. Như kiểu các chiến binh ấy. Mấy cái xúc tu của nó giống như là trong phim Avatar nhỉ? Kết nối tóc. Làm quả trailer đẹp vãi, cutscene đẹp vãi chứ, như phim vậy, không khác gì đang xem phim luôn. Cái con tàu mà chúng ta bị bắt đấy đang bắt đầu bốc cháy. Đây, cái con bé này cũng là một trong những cái người trong cái chủng tộc Kít này. Đây chính là tôi. Khi mà con tàu nó bắt đầu rớt xuống ấy, đẹp trai chưa? Con tàu bị rớt xuống đấy là tôi tỉnh dậy. My player này. Cái bọn My Flayer này, đầu game thì nó sẽ coi như là một cái phản diện chính. Game làm đẹp thật. Trong này sẽ có rất là nhiều đồ mà các bạn có thể tương tác được nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Những cái đồ này đều tương tác được hết nhé. Có những cái đồ nó sẽ rất là ẩn mà mình không tìm thấy. Giống như là cái này nó là một cái thang máy này. Đấy. Thấy không? Tôi có thể hoàn toàn bỏ qua cái khu vực này mà mình không để ý tới luôn. Anh đã tới đây để cứu chúng tôi. Cái não này nó đang nói chuyện với mình nhá. Tôi đang nói chuyện với ai? Cái anh chàng này hay là cái não? Nó là mình đang nói chuyện với cái não. Ok. Nó đang sợ hãi. Đó là hãy kéo tôi ra khỏi cái cơ thể này. Hãy giúp tôi giải thoát. Đặc trưng của cái con D&D ấy, là các bạn sẽ tung xúc sắc để làm các cái hành động của mình, xem nó có thành công hay không. Cái xúc sắc này gọi là xúc sắc 20 mặt. Cái ở trên này á, nó gọi là DC. Có nghĩa là
để mà một cái hành động của bạn thành công á, thì bạn phải đổ xúc sắc cao hơn cái con số này. Đấy, tôi đổ được 16, nói tôi thành công. A swelling of the brain causing pressure where it strains against the shell of the skull. Khi mà tôi có cái advantage này, có nghĩa là tôi được tung xúc sắc 2 lần, cái nào mà cao hơn thì tôi sẽ được lấy cái đấy. Đấy. The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. Thế là chúng ta định làm phế cái não này để cho nó đảm bảo nó nghe lời mình. Rồi, đi thôi. Đây. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Cái đầu của bạn bị đau. Có nghĩa là mình hai cái não của hai nhân vật này bắt đầu kết nối với nhau được, tại vì hai người này đều bị nhiễm cái con Tapo, cái con nhộng ấy. Con này nó tưởng mình là kẻ thù, nhưng mà không phải. Mình là như kiểu đồng đội. Và đây sẽ là cái bạn đồng hành đầu tiên của trong cái của hành trình của mình, Laziel. Bạn là ai? Tôi là cái cơ hội duy nhất mà anh có thể sống sót rời khỏi đây. Đầu tiên là chúng ta phải giết cái bọn im này trước. Và chúng ta sẽ chúng ta sẽ control cái con tàu này, điều khiển được cái con tàu này. Okay. Laziel này là như kiểu warrior ấy, một giờ chiến binh đánh tay ngắn. Còn nhân vật của tôi sẽ là đi theo cái đường gọi là pháp sư. Ở trong này sẽ có những cái trận chiến mà chúng ta phải bắt buộc có đánh xa, không đánh xa thì bất lợi lắm. Ok. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi mà quá trễ, trước khi mà những con rồng tấn công một lần nữa. Cái những máy móc của cái bọn My Fire. The console appears dormant. Visible at first. Cái máy này mình không biết gì về nó cả. Không biết gì đá nó mà cả. Giống như là những cái điện giống như là những cái TV ngày xưa. Here goes nothing. Anh kia, hãy cho tôi ra khỏi đây. Chúng ta không có thời gian đâu. Một cái phép, một cái phép mà làm cho cái này nó không mở ra được. Được, hãy tìm cách để cứu con bé nó ra. Được, tôi sẽ đi tìm một cái cách nào đấy để mở cái thứ này ra. The console appears dormant. The console hums to life. Ngon. The pulsing, perhaps it will open the nearby pod.
Suddenly, then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Or thought. You feel the biomechanic. A shiver runs across your mind. You feel safe. Chúng ta mở được cái này bằng tâm trí của chúng ta. Sẽ có rất là nhiều cách để có thể làm một thứ gì đấy. Chúng ta có thể đánh cái này cũng được này. Nhưng mà đây là cái cách của tôi chọn. Tại vì là tôi là một cái người pháp sư hiểu biết về phép thuật. Cái nơi đó có thể là cái mồ chôn của tôi. Cảm ơn anh. Thì con bé này nó cũng có cái con nhộng ở trong đầu, nên là nó kết nối cái đầu óc, cái tâm trí của nó với mình được luôn. Ok, con này nó sẽ cho với mình. Con này tên là Shadowheart. Đấy. Mày sẽ là thành viên thứ ba của tổ đội của mình. It's nothing. Enough of. She's right. Shadowheart này thì sẽ thiên về gọi là hồi máu. Đấy. Chìa khóa này. Dazed woman is trapped inside the pod. Có một người phụ nữ bị ngất và bị giống như là trói ở trong cái hòm đấy. As you place your hand on the pod, you hear something. Khi mà bạn đặt cái tay của bạn lên trên cái máy này thì có một cái gì đấy kết nối. Mình bấm cái nút kia. Đấy, cái con bé ở trong này lúc nãy là nó biến thành cái con Mind Flayer luôn. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Chúng ta gần đến nơi rồi, khi mà đi vào trong thì phải làm theo lời của tôi. Hai em lại bắt đầu tị nạnh nhau rồi. Hãy kết nối những cái sợi dây lại với nhau. Chúng ta phải trốn thoát khỏi đây. Chúng ta kết nối cái sợi dây này với nhau để có thể teleport.
tóc biến. Ui, con rồng. Cái xúc tu nhìn kinh nữa. Đấy. Khi mà chúng ta kết nối được các cái xúc tu với nhau thì chúng ta có thể điều khiển con tàu này. Cái con game này nó làm quả nhạc game hay thật, xứng đáng một trong những cái con game mà có nhạc game hay nhất của năm 2023 luôn. Tàu bắt đầu rớt xuống này. Chúng ta bị rớt tự do từ trên trời xuống. Tí thì cút. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Khi bạn ngủ dậy, cái con tadpole ở trong đầu của bạn bắt đầu nó di chuyển để xem mình có chấn thương gì không. Ok, mọi thứ ổn hết. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock. Cái con nhộng ở trong đầu của mình á, nó giống như là một cái quả bom nổ chậm. Nếu mà chúng ta không tìm cách mà lấy nó ra sớm thì chúng ta sẽ hy sinh, sẽ chết. Something good here, I hope. Đây. Shadow Hurt. Đánh thức con bé này dậy. Con bé này nó có một cái cổ vật gì đấy, nó cầm nắm ở trong tay rất là bí mật. Ai còn sống à? Tôi cũng còn sống. Làm sao điều này có thể được? À, tôi hy vọng là cô biết điều đấy. Tôi chỉ nhớ là khi mà tôi rớt từ trên cái con tàu xuống thôi. Có chuyện gì xảy ra với cái người bạn GIF của chúng ta? Chúng ta có thể đã thoát được nhưng mà chúng ta vẫn còn các cái con nhộng này ở trong đầu của chúng ta. Chúng ta nên đi cùng nhau. Ok, được rồi, chúng ta hãy đi thôi. Trước khi chúng ta đi thì tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Anh có thể chạy qua khỏi cái chỗ của tôi và không nhìn lại. Nhưng mà anh đã cứu tôi và tôi rất là cảm kích vì điều đấy. Shadow Hurt này dễ thương phết. Con game này rất là nhiều đồ nó giấu ở những cái chỗ. Chắc là quanh đây sẽ có một cái khu vực mà có người sống. Rớt từ trên trời xuống. Những người dân ở dưới cũng đi khá là nhiều đấy. Những người dân này là những người dân đánh cá này. Đây là cái điểm teleport của mình. Trong một cái đội hình và chuẩn trị của trong cái con game này thì mình sẽ có 4 nhân vật. Trong đó sẽ có một cái người gọi là tanker. Đấy. Một cái người là điêu có khả năng đam phép. Ủa, đánh nhau. Một cái người hồi máu. Và cái role thứ tư á, thì chúng ta có thể có rất là nhiều sự lựa chọn. Mà theo tôi thì sẽ lựa chọn một cái người mà biết cách mở khóa hoặc là móc túi. Đấy. Móc túi trong con game này hay lắm. Chúng ta thay vì chúng ta phải đi kiếm tiền để
mua vũ khí mạnh đúng không? Không cần. Chúng ta có thể móc túi. Móc túi của chủ shop luôn. Việc gì phải mua. Đấm đau thế. Đấm cho gần đi luôn. Hồi máu lên. Mày này đấm đau quá. Tí thì cút. Rồi lên level. Mỗi lần chúng ta lên level thì chúng ta sẽ có rất là nhiều skill để chúng ta có thể lựa chọn. Xong. Đây là level up cho cái con Shadowhead này. Ok, skill này ok rồi. Okay. Đây là cái phần thân tàu mà nó rớt xuống này. Có mấy con My Flayer. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi tìm lại cái con bé Gith ấy, cái con Lazel ấy. Con đấy tôi nghĩ là tôi sẽ lựa chọn nó làm thành tanker của cái team của mình. Một dũng sĩ. Có thanh niên ở đây. Seems like a good moment to I've got one of those lên. Brain things. Tôi có một cái não đấy ở gần đây này. You can kill it, can't you? Hãy đi ra đây giết và giết nó. Tự đi mà giết đi, nhìn anh có vẻ có thể tự làm được mà. I was hoping for a kind soul. Well, not... Thanh niên này bắt đầu định bẫy mình. Ok. Rồi, lăn đi, cố gắng lăn đi. Ui rồi. Fail rồi. Not a word. Đừng nói nữa. Let's try to người có muốn cái cổ của nhà người còn gắn ở trên đầu không? And you keep... I need him alive. Tôi cần anh ta còn sống. Cất cái con dao nó đi. Không thì mày biết chuyện với tao. Now, I saw you on the ship, ta đã nhìn thấy người ở trên con tàu. Có phải không? Not identical freaks. Ngươi hãy nói cho ta biết là nhà ngươi và những cái con quái vật mà xúc tu kia đã làm gì ta. À, anh hiểu sai rồi. Tôi cũng là một cái người tù nhân giống như anh vậy. Don't lie to me. Your mind twists. Đấy, mình lại kết nối cái đầu của mình với lại cái thanh niên Astarion này. What was that? What's going on? Có chuyện gì vậy? Đó là cái con My Flayer, cái con nhộng của My Flayer nó kết nối chúng ta lại với nhau. Rồi, tôi không nói nữa. Tôi đấm luôn. Tôi dùng... Đấy, thấy không? Tôi là pháp sư mà nên là tôi được cộng rất là nhiều điểm vào cái phần này. Đấy. Dùng phép thuật luôn, đốt. Ta đã nhìn thấy trong đầu của nhà ngươi. They took you. Bọn họ cũng bắt cóc nhà ngươi giống như là giống như tôi. Ta đã sẵn sàng cắt lòi ruột nhà ngươi ra nhưng mà thôi cho ta xin lỗi. Ok. My name's Astarion. Tên tôi là Astarion. Tôi đã ở cái khu vực Baldur's Gate khi mà bị bắt cóc. Ai có biết cái điều gì về những cái con nhộng đấy không? Có. Nó sẽ biến chúng ta trở thành những cái con My Flayer. Of course it'll turn me into a monster. What else? Although it hasn't happened yet.
nhưng mà nó chưa xảy ra. Nếu mà chúng ta có thể tìm một cái ai đấy có thể control những cái con này thì chúng ta có thể vẫn còn cơ hội. Anh nên đi với chúng tôi. Cái khả năng sống sót của chúng ta sẽ được tăng lên. You know, I was ready to go this alone and you're all right. Ok. Chúng ta có thành viên thứ tư là Astarion. Thanh niên này có vẻ lươn lẹo lắm. Cái đây là một cái con My Flayer. Nhưng mà nó đã bị thương. Cái con quái vật này đã bắt cóc bạn. Nhưng mà bạn lại cảm thấy thương nó. À, cái con My Flayer này nó đang gọi là thao túng tâm lý của mình. Đấy. Tại vì cái não của mình kết nối với nó mà. Nó muốn mình phục vụ cho nó và chết vì nó. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung cái đầu óc của mình để mình chống lại cái những cái suy nghĩ mà đến từ cái con My Flayer này, thao túng tâm lý của mình. Rồi, thành công. Vẫn tiếp tục phải chống lại nó. The monster lies exhausted, defeated. Okay. Mình sẽ giết nó. Thanh niên này, này thì tao túng tâm lý rao này. Linh ta linh tinh. Thích thao túng tâm lý không? Cái bọn như con goblin, con người lùn. Cái cổng cái chuyện này bị sao này? Bạn đi đến cái khu vực teleport ở trên tảng đá, nhưng mà nó có một cái điều gì đấy giống như là nó đang bị hỏng. Rồi chạm vào nó. Ô, có một cánh tay. Có ai có giúp tôi được không? Anh là ai? Tôi chỉ là một cái người du hành bình thường thôi. Hãy kéo tôi ra khỏi đây. À, mình dùng phép luôn. Dùng phép để cứu thằng này ra. Ui. Ô, thanh niên này cũng là pháp sư à? Mặc đồ giống mình đấy. Ồ, xin chào, tôi là Gale của Waterdeep. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Không cần xin lỗi, anh có sao không? Anh đã ở trên cái con tàu đấy giống như tôi đúng không? Đúng rồi. I can only assume you two were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular ring. Những cái con nhộng này nó thật sự là vượt qua khỏi cái sự hiểu biết của tôi và tôi không thể nào lấy nó ra được. As we've established few enough, we're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Cho thằng này vào trong party của mình luôn. À, mình có 4 thành viên. Đây toàn là những cái người mà bị bắt ở trên cái con tàu lúc đầu game ấy. Những cái người này sau khi rớt xuống thì ai cũng sẽ mỗi người một kiểu và đi tìm cái cách để lấy cái con nhộng ra khỏi cái đầu của mình. Mỗi người một câu chuyện. Cái gì đây? Zoru đã đúng. Da vàng giống như là con... À, nó đang nói về cái con đấy. Da vàng giống như là cóc.
Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. À, mình kết nối cái não của mình với cái con Lazelle này. Yet you hear her voice. Get rid of them. Hãy giết bọn chúng đi. Ok, mình có một cái kỹ năng gọi là kỹ năng thuyết phục. Tôi sẽ thuyết phục bọn nó hạ cái con Lazelle này xuống. He's right. No one's safe if that thing goes loose. Not even us. Okay. Damn Ace. Enough. À, nó nghe lời mình. You've but one chance. Join me or die. Okay. Được rồi. Giúp cái con giúp cái con Lazelle này. You lying rat. Về bọn kia nó bị lừa. Ây à, bắn đau thế. Thanh niên này cũng là phép ở giống mình rồi. Chúng ta không được chờ đợi nữa. Càng lâu thì con này nó sẽ càng ăn mòn chúng ta. Đừng, hãy cẩn thận, đừng để cô ấy lợi dụng chúng ta. If Yankee protocol is clear, when infected with a Gaith tadpole, we must report to Augusto for purification. À, cái giống người của cái con Lazelle này nó nói là khi mà mình bị nhiễm cái con ký sinh trùng đấy á, thì chúng ta phải có một cái cách là đi đến cái khu vực đến cái Augusto để thanh tẩy. Được rồi, hãy đi cùng chúng tôi và chúng ta sẽ đi tìm cái khu vực này. Được, thế để tôi cho thanh niên này ok. Tôi gửi thanh niên kia về cái khu cắm trại của mình. Rồi, chúng ta đã có một tanker này. Một thanh niên này thì chưa biết, rất có thể là ăn trộm. Chuyên đi ăn trộm. Còn đây là cái con Shadowhurt ấy, sẽ là hồi máu chính của party mình. Là tôi sẽ là pháp sư. Đấy. Party 4 người quá đẹp. À đây là level cho hai con này. Con này là Rogue. Chuyên chơi kiểu ẩn nấp. Con Lazelle này là Fighter này. Như kiểu dũng sĩ. Máu trâu, đam khỏe. Cho đi đằng trước làm tanker. Có gì ở đây này? You're both twice as tall as me, but I'm half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? And the crypt? Got ourselves competition already. That's our ship. Cái con tàu đấy là của chúng ta. À, cái bọn này nó đang nói, bọn này giống như kiểu thảo khấu ấy. Nó đang nói về cái con tàu mà bị lướt xuống rồi bọn này định tới đấy lút. Cái con tàu đấy chỉ toàn là các con quái vật thôi, đừng đi được lại gần đấy. À, vậy thôi. Come on you lot. Nobody's Rén. nghe tới toàn quái vật là rén ngay. Có một cái điều, có một cái gì đấy ở phía dưới này. À đây, tôi biết rồi. Tôi sẽ cho các bạn thấy con game này nó hay tại vì sao. Đây, chúng ta có thể sử dụng skill vào bất cứ thứ gì ở trên đường. Đấy, nó sẽ mở những cái đường bí mật này ra, các bạn nhìn thấy không? Đây này, tôi rớt xuống dưới rồi. Ui, cái gì đấy? Ui, vào giữa lòng địch à? Ha 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 ha.
Tôi sẽ cho con Lazel này lên tanh. Mà tôi sẽ không đi ra ngoài, tại vì các bạn nhìn thấy không, đây ở đây có một cái thùng thùng nổ. Tôi sẽ giữ khoảng cách. À, tôi sẽ dùng lửa để tôi bắn vào cái này. Bùng, chết chưa? Cái thùng dầu, à, nó sẽ đốt cháy bọn này. Còn Shatterhead đánh yếu nhỉ? Đam hơi thấp. Địch đông đấy. Đấy, thanh niên này sẽ có những cái skill gọi là skill đánh lén, đập sau lưng, toàn trượt, đánh khó trúng đấy nhỉ. Hồi máu. Khi mà đối phương giáp cao ấy, giáp trụ cao ấy, mình đánh rất là khó trúng. Nếu mà các bạn nào không dành về Dungeons & Dragons ấy, thì là mỗi lần chúng ta tấn công ấy, chúng ta sẽ ném một cái con xúc sắc. Đó. Và dựa trên cái lượng giáp của đối phương, nó sẽ là cái ví dụ giáp đối phương là 12 đi, chúng ta ném ở dưới 12 là chúng ta đánh trượt. Đấy. Cái con game này nó sẽ lượt bỏ bớt những cái phức tạp đấy đi. Có Lazel này là khỏe này. Cái thanh niên này khi mà muốn sử dụng được cái skill gọi là đánh lén này thì chúng ta phải ngồi xuống, giống như là lẩn trốn ấy. Đấy. Sau khi lẩn trốn thì chúng ta mới dùng được những cái skill đấy, bắn khá là đau đấy. Máu chưa đã. Cái con Lazel này là dũng sĩ nên là nó có cái skill hồi máu, tự bản thân nó hồi máu được. Nào luôn. Ừ, có cái chìa khóa này. Đây là một ngày rất là dài rồi, chúng ta cần phải nghỉ ngơi thôi. Ở đây có một như kiểu một cái chốt bí mật gì đấy mà tôi vừa kéo này. Nó mở cái gì ra. À, nó mở cái cửa này ra này. Trong này có gì đây? Khu vực gì đây? Ở cái khu vực này, cái thằng nhân vật của mình đấy, nó vừa nói là cái khu vực này có rất là nhiều gọi là phép thuật hồi sinh người chết. Necromancy. Anh em nào có chơi cái con chơi con Diablo ấy, có cái class Necromancer ấy. Gọi xương, gọi đệ các thứ. Đây, những cái cửa mà các bạn thấy bị khóa này không? Bây giờ chúng ta không có chìa khóa là không mở đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta có cái nhân vật mà có khả năng cao về gọi là mở khóa. Đây, thanh niên này này. Đây là cái skill này này. Sleight of hand. Là chúng ta có thể tăng khả năng, tăng cộng điểm lên để mở khóa. À, điểm rất là cao. Những cái cửa mà chúng ta không đi được là bây giờ đây. Không. Mỗi nhân vật đều có một cái hữu dụng riêng, không phải là chỉ có đấm nhau không khỏe không.
Chỗ này có nhiều kho báu. Có một cái gì đó bí mật này này. Cái cuốn sách này nó nhẹ hơn là cái bề ngoài của nó. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the. Trong cuốn sách này có ma thuật. What was once script is now an obliterated scrawl. Đọc cái cuốn sách này chữ hơn. A sense, these are names, a list. But of what gods? These are the names. Đây là tên của các vị thần. Once lost, but now restored. The last three entire pantheons have dwindled and. Chúng ta được thêm một cái điểm gọi là inspiration. À, đây được thêm một cái giống như là cái skill mà mình có thể học sau này của phép thuật hay phép. Đấy. Có những cái phòng mà mình không vào là mình sẽ bị miss những cái đồ như thế. Các bạn thấy lúc nãy là nó có một cái luồng sáng mà nó chỉ vào cái cuốn sách đâu. Cái đấy là tại vì tôi có những cái skill. Cái con nhân vật của tôi này có những cái skill mà mình gọi là đấy đó. Đấy những cái này này. Mình hiểu về cái văn hóa, mình có những cái để ý ấy, thì mình mới nhìn ra được. Đó đấy do skill á. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó hiện phát sáng lên. Cái gì đó? Đây, necromancy này, hồi sinh những người chết để đánh nhau này, giống vào trong Diablo. À, tôi sẽ cho anh đi này ngồi xuống này, đấy, lần đi này, bắn rất đau luôn, đấy, vậy gì đâu, nó có advantage này. Tôi giải thích cho các bạn cái advantage rồi đấy, có nghĩa là khi mà mình đánh thì mình sẽ tung hai cái cục xúc sắc cùng một lúc. Cái nào cao hơn thì mình sẽ lấy cái đấy. À. These boots have seen everything. Ui, trượt. À, cho hai bé này ra tanh cho nhân vật của mình. Ui. Nó làm câm lặng mình, không sử dụng được skill. Ở trên này còn một thằng nữa. Ôi nhân vật mình sắp chết rồi. Từ nha. Cho con này chạy ra này. Bắn này xuống trước này. Hồi máu lên. Chết đi. Tà máu. Chết này. Mấy con trưởng này khó chịu thật. Nó cứ đứng ở trên nó trưởng mình. Đã thấy bố chạy lại gần một đâm như thế. Chỗ này là có cái gì đây?
has spoken. Oh. And so thou standest before me, right as always. Anh và anh ta đã thức dậy. What a curious way to awaken. Thật là một cái cách kỳ lạ để ngủ dậy. Now, I have a question for thee. Bây giờ ta có một cái câu hỏi cho nhà ngươi. Cái giá trị của một cái cuộc sống của con người nó là cái gì? Không có một cái cuộc sống của ai đáng giá hơn người khác. Chúng ta đều công bằng như nhau. Khi mà chúng ta chết thì có thể là như vậy. Được rồi, ta rất là hài lòng. Chúng ta đã gặp nhau và ta đã biết mặt nhà ngươi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào đúng thời điểm và đúng vị trí. Hẹn gặp lại. Như kiểu zombie. Cứu lên xong rồi hỏi mấy câu hỏi. Đây có cái đường này đi đâu đây? Một cái đường bí mật. Không thể đào được với tay không. I hear shouting up ahead. Oh, tôi nghe một cái tiếng la hét gì ở đằng trước. Hãy đi ra đấy và xem thử xem. Hồi máu đã. Xem có chuyện gì. Chuyện gì vậy? Hãy mở cái cánh cửa này ra. Không ai được đi vào. Đây là lệnh của Zeppler. Cái bọn Goblin nó sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Có chuyện gì vậy? Bọn Goblin đang gần tới đây. Hãy mở cái cửa này ra. Nhà ngươi đã dẫn Goblin đây đấy sao? Hãy làm ơn. Không còn thời gian đâu. Ui. Được rồi, hãy mở cửa ra. Ui, bọn Goblin này, bọn Goblin rồi. Ôi, thanh niên mở cửa. Ui, Goblin tấn công. Được rồi, hãy tấn công bọn họ. Damnable roach. Provoke the blade. Nhà ngươi dám làm tao giận dữ sao? Ta sẽ giết chết nhà ngươi. Hãy giết hết bọn chúng cho ta. Vì bọn Absolute. Ok. Ôi trời. Khi mà mình đánh ở dưới phía dưới lên ấy, cái tỷ lệ chúng khó hơn. Chết đi. Thằng này gọi chi viện à?
phép của tôi đầu game hơi yếu. Mà sau này thì sẽ mạnh. Sau này mình có nhiều phép hơn. Cái con kia nó ném cái Geese làm mình bị chậm. Ui, thanh niên kia phép khỏe phết nhỉ. Con này là một cái con gấu. Bọn goblin có nhiều con hay phết. Ây ạ. Thế nên con kia có cả hồi máu luôn mà. Hồi máu cho mình. Này được chém hai lần. Đây ạ. Con. Đấy là cái đứa cuối cùng rồi. Hãy đi vào trong này nhanh lên. Hãy mở cửa ra. À, cái găng tay tôi mới nhặt được này nó cộng thêm một cái sleight of hand này. Có thể là ăn trộm ăn cắp được tốt hơn. Cái vòng cổ này thì cho mình nói chuyện với người chết. Ngay đấy. Rồi, mang vào. Rồi, đi vào trong này thôi. Aradin didn't make it. Aradin. Pity. Đã không qua khỏi. More of my people killed if not for you. Rất là may là có anh chứ không là nhiều người khác sẽ chết nữa. I'm Zevlor. Cảm ơn anh, tôi là Zevlor, tôi là Bimel. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this. Những cái người ngoài sẽ không được chào đón ở cái khu vực Grove này. This attack will only strengthen their resolve. Okay. Cái bọn goblin có phải là bọn nó thường tấn công như vậy không? There have been several attacks. Bọn nó tấn công rất là nhiều. The druids blame us outsiders for drawing them here. Cái bọn druid nó blame chúng tôi là vì các cái sự tấn công đấy. Chúng ta không thể ở lại đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi thì chúng ta sẽ bị tàn sát. Chúng tôi không phải là những cái người giỏi đánh nhau. Có nghĩa là cái bọn druid nó đang sử dụng một cái nghi lễ để có thể đóng cửa cái khu vực này lại bằng cách là điều khiển những cái cây. Thì mình mới hỏi là cái nghi lễ đấy có cái cách nào mà chúng ta có thể dừng cái nghi lễ đấy lại được không? Cái khu vực này là cái khu vực của bọn druid sinh sống. Và nó đang cho những cái bọn như kiểu tiefling này này, những cái con như kiểu quỷ này sống ở nhờ. Nhưng mà sau khi ở nhờ thì nó thấy là bị tấn công nhiều quá. Bọn nó đang đuổi cái bọn tiefling này đi. I've tried. Corga, their new first druid, won't even see me. Tôi đã cố gắng để... có thể ở lại đây, nhưng mà bọn Koga nó, cái con Koga là cái con người leader đầu cái khu vực này, nó không cho ở lại. Ok, này nó nhờ mình là nói chuyện với cái con Koga để giúp có thêm thời gian để cái bọn Tiefling này nó được chuẩn bị để nó có thể rời khỏi đây, chứ không phải là đuổi nó liền. Well met. Xin chào anh. Cảm ơn anh đã đánh bại bọn goblin. Is there anything you need? Act fast if you do. Anh có cần gì không? Ritual will be complete before too long. Cái nghi lễ sẽ hoàn thành sớm đấy. Tại sao bọn anh lại đóng cửa cái khu vực Grove này? I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. Ở bên ngoài có rất là nhiều các cái con quái vật và nó đang hoành hành tại cái khu vực này. Vậy còn những cái người ở đây thì sao? We druids will be safe.
chúng tôi, những cái con người Druid sẽ an toàn. May Sylvanas guard them as they continue their travels. Còn những cái người tị nạn thì cái cuộc sống của họ phải tùy thuộc vào họ. Anh vừa nói là cái khu vực này bị bọn quái vật xâm chiếm, bọn họ sẽ không thể nào sống sót khi mà bọn họ rời khỏi đây. As I said, it's a drastic measure. There just aren't enough supplies to support. Ở đây không có đủ đồ ăn để có thể tiếp tế cho đầy đủ tất cả mọi người. Tôi đang tìm một cái người hồi máu. I pray no goblin arrow has grazed. Nettie could put you to rights. Nettie có thể giúp anh. But I doubt she'll be taking on new patients. Ờ, anh đang bán cái gì? Just some bits and bobs I no longer need. Anh này bán đồ này. Đây nhá, những cái đồ trong này nhá, các bạn nhìn thấy không? Tôi hoàn toàn có thể ăn cắp những cái đồ này trong túi ông này cơ. Được cơ. Cái con game này nó hay ở mức độ đấy. Thôi, video này hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem và hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình ra tiếp những cái video tiếp theo nhá. Bây giờ mình sẽ làm những cái video nó sẽ ngắn hơn những cái video lần trước mình làm để các bạn dễ xem, vừa ăn cơm hay là trước khi đi ngủ các thứ xem cũng được nhá. Cảm ơn các bạn.